rượu tùm lum hết không, cái này chuối họ qua thì uống tốt. Mẹ bên này rượu đó rượu chùm rỗ. À, cái này là chùm rỗ hả? Cái đó là rượu chú. À, chùm rỗ chùm sim. À, rượu chú sim hả? Còn hay là chùm rỗ. Chùm rỗ chứ chưa. Biết không biết thì phải giả đâu, tự nhiên mấy rễ nhiều. Cái đó là chú sim. Rễ thứ một thứ nhất rồi rễ thứ hai gì đủ. Còn nghe còn rễ thứ ba đáng nhẹ. Thôi không dám đâu ông. Tôi đâu muốn bắt nổi cơn điên lên. Bắt điên rồi bắt. Cũng ngon luôn. Ngon à. Rồi uống hai cái mà cuốn cái kiểu kia. Mẹ bà hai mấy rác chị tao tôi xe đâu quá. Bỏ đây. Hai ngó lên xe và hai ngó ngủ gục lên xe nó mình không cho nó xuống. Này mày tỏ tới luôn đây. Ông lộ rồi. Rồi tới hai mình giao bôi, hai ngó giao bôi giờ tới hai mình. Chậm luôn. Dạ. Ủa mình nói cho dữ chứ mình đâu có làm. Mà đó rồi, là không ai chịu nổi luôn. Đây, ngon quá. Chết chưa? Ủa chi? Sao giờ ta thấy mấy chi rồi? Anh lọ nói, chi gọi đâu vậy chi? Mà nói nãy giờ nghe chủ nhà đem rượu ra mà chủ nhà. Ờ chủ nhà muốn muốn đầu đậm qua sao chủ nhà. Trước khi mà em vô em phải thử trước rồi em mới ra rượu chứ. Em ra rượu rồi em mới thử rồi. Rượu chuối hộp nè, làm rượu nè, còn rượu gì nữa? Rượu bán. Đem mà hết rồi em có nóng rượu. Thì mình chỉ nếm là mình biết bao nhiêu độ rồi. Cái mấy người đó nói trời chị này muốn rượu dữ lắm là sao nói. Bà con với tước đào nếm rượu. Là nếm là mình biết là rượu này là đúng là nếm thiệt hay là ta pha nếm ngọt hay gì đó. Là nếm thì biết là khoảng bao nhiêu độ. Uống đây Dũng. Chi. Còn còn tí ngủ lại nha. Còn còn có người đưa tay nữa nha, có người đưa tay nữa. Tôi ngủ theo. Quay qua thấy cũng đeo luôn. Quay qua thấy cũng nó xỉu. Đi đi. Ông có cuối cùng trả lại hết quá. Nói Hoàng còn loại gì nữa? Đó. Còn nói tên đi, nói tên thôi. Bây giờ có rượu trái giấm. Hả? Rượu trái giấm. Trái giống là cái gì? Giấm ha. Giấm là cái trái. Cái đội trái nhỏ nhỏ. Giấm trái mà nó giấm mà để nó cầm nó hình chua đó. Lấy giấm là cũng như tắm 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 cái trái đó đó. À giấm là cái giấm. À giấm. Giấm. Rồi 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 cho bu đi tới dịch là được rồi. Thì tắm ra rượu gì nữa? Rồi là rượu với dâu tằm thì hết rồi. Nhưng mà giờ em còn mật dâu tằm. Rượu chú họ. Có làm rượu hoa mai không?